Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây. Thì ngày mới cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ha. Thì hôm nay con có dịp quay trở lại nhà của em Sang nữa cô chú, để giới thiệu cho cô chú một số cây của em Sang muốn giao lưu. Thì em Sang hôm nay cũng đi bộ đội cô chú ơi. Thì hôm nay mới được ra quân về nè, cho nên mời cô chú cùng gặp em Sang ha. Rồi. Dạ. Con xin tiếp lại anh Khánh, là con xin gửi lời chào và là gửi lời kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì hôm gài con cũng đi làm trên công ty, con mới về. Bữa nay cũng có mấy cây còn lại ở vườn nè, con muốn giới thiệu với quý cô chú. Còn đôi lời nhắn gửi đầu clip là những cô chú nào mà có chốt những con cây vừa qua thì cây của con vẫn chăm sóc tốt bình thường. Rồi. Tại vì lý do là đường xá bị cấm ở miền Tây nhiều quá, với lại bên bưu điện cũng chưa nhận cây á, con chưa gửi được. Cô chú anh chị có xem qua clip thì thông cảm giúp con. Dạ, con cảm ơn. Rồi, cây thì mình cũng chăm ổn ha. Dạ, clip này con muốn giới thiệu quý cô chú một cây ổi nè. Dạ, chào mừng trở lại ha. Dạ, cây ổi một cây ổi quái à. Dạ, dáng thì nuôi theo cái kiểu cắt giật đó quý cô chú. Nè, đây, những cái mắt này là mình cắt giật nè. Rồi, xa đây ha. Dạ, mắt này mình cắt giật, mắt này mình cũng cắt giật theo từ từ, lối cắt giật không vô dây. Rồi, dạ. Con cây tử ở dưới ha cô chú. Dạ. Đây, rồi em cho cái thông số chiều cao chiều ngang luôn đi, xa cái anh đi vô cái chi tiết cho cô chú xem luôn. Cao của nó cỡ tính tới đọt luôn, cỡ 1m6 rồi cô chú ơi. 1m6. Dạ. Dạ. 1m6 1m7 á. Rồi, còn cái tàn ngang được nhiêu đây em ơi? Còn cái tán ngang là cỡ đó luôn, cỡ 1m6 luôn. Cỡ 1m6, 1m5, 1m6 cô chú ơi. Dạ. Rồi. À. Cỡ 1m5, 1m6 ha. Một cây ổi, cái anh này ruột đỏ hay ruột hồng em, hay là ruột trắng? Cây này cây ruột trắng quý cô chú. Ruột trắng. Nhưng mà ổi là ổi của xưa, ổi chia mẻ quý cô chú. Rồi. Dạ. Trái nó không lớn ha em, trái nó cũng vừa vừa chứ không trái lớn. Trái vừa vừa. Mình xử lý trái thì nó khoảng cỡ bao nhiêu nè cô chú? Rồi. Dạ. Nó cây... không phải lỗi mới, tại vì cái cây này lâu lắm rồi. Cây này là khá là già ha cô chú. Từ trên thân nè cô chú. Nó liền lạc hết trơn ha. Đây có cây tử nhỏ thì có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ đây, đời nào á. Đây là những cái tay mà mình cắt giật ngày xưa nè. Rồi. Đó. Tay bên đây cũng vậy luôn, cắt giật. Cây này nuôi chắc cũng công phu lắm à. Dạ. Nó cái dáng mẫu tử ha cô chú. Cái dạ. Đường thân nó lắc rất là đẹp luôn nè. Cái gọng chữ C, cái cây lớn á cô chú. Đây nè, cái dạ của nó nè, cái dạ ẹo của nó nè. Và dưới này thì có cây tử nè, mình nó dính liền ha cô chú, dính liền. Rồi mình đo cái thông số luôn đi em ơi, đo cái hoành luôn đi. Dạ. Cái đế thì con thấy nó tràn cái mặt chậu luôn rồi. Cái hoành con đo bình thân cây này. Vị trí này nó cô chú thấy nó u cục không? 40. Rồi, hoành thân này là 40 ha. Dạ. Rồi con đo chích lên trên chút xíu nữa đi. Đây, nghe em này nè. Nhiều vị trí đây, ngay đây là nó 41. 41 cô chú ơi. Dạ. Đó, cái cục nu này dữ lắm nè. Có cái cục nó phù ra cô chú. Đây. Ngay cái cục đó là như vậy em. Nó ra 40. 47. 47 cô chú. Dạ. Đó. Đó, còn cái thân cây tử này. Cây tử nhỏ. 24. Rồi, cây tử nhỏ được 24 đây. Nha. Rồi. Hào hào cái hoành đế luôn em. Ấy cái thứ dây hay là mình đo cái đường kính cái cũng được. Cái đường kính đế con đo từ đây đi. Tại vì nó giống như hình thú cái bước này hai chân nè. Rồi. Dạ. Một cây ổi khá là quái cô chú. Nó được là khoảng cỡ 84. Rồi. Tới đây luôn. 84. Dạ. Là khoảng 2 mét mấy đế của chú ơi. Mình nhân lên. Dạ. Đây. Nó có hai cái bước giống như hai cái bước cái chân của con thú nè. Dạ. Đế là liền hết trơn ha em. Dạ dạ, đế liền. Đây. Cây thì cây đặc luôn. Cây chỗ này là không có một bọng gì chân nè. Vết cắt này đây là lá sam rồi nè. Lên tới trên có những rồi. Cái mặt cắt này nó cuốn nè, nó cuốn liền mép luôn. Cái này là cuốn liền mép luôn nè. Tại cành lớn hết ha cô chú. Dạ. Tại cành lớn lắm. Mình thử đo cái này coi. Thử đo cái tay cành lúc trên đó luôn. Đây. Lộn thước rồi. Cái này là 16. Rồi, tay cành này là 16 cô chú. Còn cái tay cành bên đây á, tay cành lớn nhất của nó là được 19. 19 cô chú ơi. Bên đây nó được là 25. Rồi. Dạ. Đó. Một cây ổi cái phần tử của này đó là cao được khoảng cỡ 80. Rồi, cây tử dạ. Cao được 80. Cây ổi quái lắm cô chú. Đây có ngọn ha. Ngọn liền lạc hết trơn rồi cô chú. Rồi. Quay kỹ cho mình xem ha. Những cái phần này nữa là mình hoàn thiện nữa, mình cắt mình rút vô là nó được một cái cây cắt giật mà chi tàn dày quý cô chú. Cái này mình không có sửa dây ha. Dạ. Đặc biệt là mình cắt giật không ha. Tại vì cắt giật nó khó hơn mình sửa dây nhiều. Rồi. Dạ. Rồi để đi vòng qua đây cho cô chú xem ha, bên cái mặt bên này luôn.
cây này hai mặt, mặt nào coi cũng là mặt tiền hết. Mặt nào nó cũng là một cái cây mẫu tử hết trơn á. Đây. Đó cô chú. Cái này thì tùy theo cái thích cô chú thôi. Cô chú thấy nếu mà về mình muốn vô dây thì vẫn vô dây được ha. Đây, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ này muốn cho nó bung ra cô chú thì vô dây bình thường. Đây. Cây này có những cái đọt này con chừa lại, cái đọt hồng này là con chừa lại để quý cô chú anh chị nào mà có xử lý trái Tết nè. Mình xử lý, mình chơi trái, mình lặt lá trái nó lồng thồng lồng thồng đẹp lắm. Rồi. Dạ. Đây. Đó, nó chỉ có cái phần này là nó cuốn mép vô thôi. Chứ nó không một bọng gì cái ổ trên này có thì nó lâu rồi ha. Cái tử này nè. Cái này lâu rồi. Nè nó muốn cuốn mép không hết này nè. Nó cuốn hết dạ. Nè ha. Đây cũng vậy, bên đây cũng vậy luôn. Cây này có 3 lỗ. Theo biết là trồng được bao nhiêu năm cho em? Dạ. Cây này thì nuôi ở trên chậu là khoảng cỡ 16 năm. Còn trước đó là chủ nuôi ở ngoài đất á thì con cũng chưa tham khảo lâu quá cũng quên nè. Này cô chú. Dạ. Nó nu nần ha, nó có cục u vậy nè. Đó. Đây, cái đường thân nó nè, có khía, cây cũng già lắm. Cây già nhưng mà cây thân đặc không một bọng gì hết. Nó dính, cái dính phần này dính liền luôn. Này dính liền nguyên một củ dạ. Ha. Cái bàn tay mình đưa vô nè cô chú. Đó. Còn những cái đế bên này nó đưa ra nè. Đặc biệt có cái cục đế nó chảy dài ra đây nè. Nó chảy dài ra tới đây nè. Dạ. Cây rất khỏe luôn quý cô chú ơi. Rồi để con lấy xa lại cho mình xem cái nữa ha. Đó, một cái cây ổi. Dáng mẫu tử. Và cái cây mẹ thì nó lắc rất là đẹp nè cô chú. Nhìn phía bên này nè. Giống như cái khúc này là nó bao quát, nó che chở luôn cho cây con luôn. Rồi. Dạ. Cô chú mà thích mà vô dây bẻ ra thì vẫn được ha. Đây, vừa nhánh lắm luôn. Mấy cái nhánh này mình vô dây rất là ổn luôn. Còn không thôi thì mình để cắt giật. Tại vì hiện giờ thì cây đang cắt giật cho nên là không có dây gì hết ha cô chú. Cô chú dạ. Không thấy cái lằn dây gì hết trơn ha. Tại vì mình không có sửa dây á. Cây thiên nhiên nên con muốn sửa cho nó theo cái lối thiên nhiên luôn. Rồi. Mình đỡ những cái co lắc rất là tự nhiên. Và cái cây cũng có cái dáng lắc tự nhiên nữa. Mình nuôi thêm một khoảng thời gian nữa nó dày chi lên. Hiện tại bây giờ cây đã hoàn thiện rồi. Rồi cây này thì mình giao lưu giá sao đây em ơi? Dạ cái cây này con xin báo giá cho quý cô chú anh chị là giá là 20 triệu. Con bao ship 200 cây số. Dạ. 20 triệu hả? Bao ship 200 cây thôi ha. Dạ. Cây này đi xa không được hả? Dạ, cây này đi xa thì mình nói chung là cây này ship xe chứ mình không có đóng khung đóng kiện được. Tại vì cái chậu này là cái chậu lọt lòng là 1 mét lận. Chậu 1 mét ha. Dạ. Đó. Đó. Tại vì cái đường kính đế nó tới là 84 rồi mà còn dư hai bên nữa. Cây này nó khá là già cho nên là con quay kỹ cho cô chú xem ha. Đây, mấy cái đường thân nè cô chú. Cô chú thấy không có cọng dây nào hết trơn ha. Toàn bộ là cắt giật không cho nên là mình không thấy cái lằn dây nào hết á. Đó, không một cọng dây sữa nào hết, không có dây kẽm nào sữa hết. Thì cô chú chị nhìn thấy nuôi cắt giật nó rất là lâu. Rồi. Dạ. Giá là 20 triệu ha. Dạ. Bao ship 200 km rồi mọi chi tiết vấn đề giá cả gì đó thì cô chú gọi trực tiếp cho em sang. Số điện thoại con có để trên màn hình ha cô chú. Cô chú dạ, nào dạ. Xem mà chưa đăng ký kênh thì giúp dùm con một cái đăng ký, một like để ủng hộ kênh ha cô chú. Dạ. Để cô... mình tiếp tục mình giao lưu. Cô chú anh chị xem tham khảo đó thì những cây gỏi mà nếu mà nó có già thì nó xảy ra một cái trường hợp là nhiều khi nó ăn vô nó khuyết mấy cái thân á. Do ngày xưa mình không có giữ gìn được, còn cái cây này là mình nuôi từ cái lúc mà thở ban đầu tới bây giờ là cái thời gian nó cũng lâu. Nên mình được một cái thân nó lắc lượng tự nhiên mà nó già nua luôn. Cái này dạ. Có một cái đặc điểm là nó rất là nét cô chú. Tức là mình nhìn vô là mình thấy cái thân nó liền ha. Nhìn thấy cái thân với tay cành nó lộ rõ luôn ha. Chứ nó không phải tùm như mấy cái cây dạng khác ha. Mình nhìn vô là mình nhìn thấy cái đường thân của nó phô ra hết luôn. Phô tay cành ra hết luôn. Đó. Phô từ mà cái đế cho tới cái thân luôn. Từ cho tới tay cành luôn. Nhưng mà nó vẫn là đầy đủ. Đó. Rất là rõ một cái cây mẫu tử luôn cô chú. Một cây mẹ nè. Nó có một cái đường cong ha. Nó lượn vô. Nó ôm cây con. Ôm cây tử. Cây tử này già lắm ha. Đây, nó cũng nu nần ha. Trên thân thì những cái lỗ này thì mình không có đáng kể cô chú ơi. Cuốn mép dần chứ không phải là lỗ cũ ha. Không phải là mặt cắt. Đó là những cái thân lũa nó hồi đó đó cô chú. Một. Rồi bây giờ cuốn lại hết nè. Ở trong này nước không mà chứng tỏ là nó xuống chút xíu rồi cô chú. Chứ nó không có xuống hết ha. Không xuống sâu. Thì xuống chút xíu thì nước mới động lại đây ha. Đó, con quay kỹ rõ cho mình xem ha. Còn
cô chú muốn chi tiết hơn thì gọi cho em Sang để rõ hơn ha cô chú. Dạ. Và nhắc lại cái giá luôn, con nhắc dạ, lại cái giá. Cái giá cái ổi này con muốn xin giao lưu với quý cô chú anh chị là giá là 20 triệu. Còn bao ship 200 cây. Dạ. Số điện thoại con nhà anh Khánh để trên tiêu đề với quý cô chú. Dạ. Rồi. Rồi, bữa nay là mình quay chỉ cây ổi không ha Sang ơi. Dạ dạ, trước tiên thì con quay cây ổi rồi sau đó con những sẽ giới thiệu những cái cây mà vừa vừa cũng giống như là kim quýt này kia rồi những cái clip sau, mong quý cô chú anh chị có theo dõi thì đón xem ủng hộ tiếp con. Dạ con rồi, xin cảm ơn. Cây ổi khá là độc đáo dạ. Cô chú. Rồi. Con cũng quay khá là chi tiết ha cô chú. Con xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mình trong những clip tiếp theo.